Chào mừng các bạn đến với kênh Yêu Bếp Yêu Nhà. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn cách làm bánh dẻo trung thu nhân cốm dừa nha các bạn. Với các cái màu như là màu trắng, màu khoai lang tím, màu trà xanh matcha. Nếu mà các bạn không thích màu thì mình làm màu trắng nguyên bản cũng ngon nha các bạn. Mình cắt ra cho các bạn xem ạ. Bánh cắt ra ăn thì vỏ mềm ngon, nhân cốm thơm và sợi dừa rất là giòn. Đây là bánh dẻo màu khoai lang tím nhân cốm dừa đây các bạn. Và đây là bánh dẻo màu trà xanh matcha nhân cốm dừa, rất là thơm luôn. Cắn một miếng thì mình sẽ cảm nhận được cái độ dẻo, thơm và giòn sật sật của cùi dừa. Cách làm chi tiết cụ thể các bạn hãy xem hết video nhé các bạn. Hôm nay mình làm nhân bánh là dùng là 500g dừa tươi nạo sợi. Mình cho vào 100g đường, 3 muỗng canh sữa đặc, 45g. Mình trộn đều dừa với đường sữa cho nó quyện vào nhau. Ướp dừa 30 đến 40 phút cho nó thấm đều. Dừa sau khi nó đã thấm đều thì mình sẽ cho dừa vào chảo mình đi xào nha các bạn. Mình xào dừa trên bếp với lửa vừa cho khô ráo bớt nước. Thì chúng ta làm như vậy thì làm bánh bảo quản nhân nó sẽ được lâu hơn các bạn ạ. Xào đến khi mà sợi dừa nó trong, nó khô ráo như vậy là được. 400g cốm khô, mình nhặt sạch hạt hỏng và hạt đen bỏ đi. Mình rửa cốm với nước vài lần cho sạch và vớt ra để ráo nước nhé. Sau đó mình sẽ đổ cốm vào cái chảo chống dính. Chúng ta dùng chảo chống dính đế dày càng tốt các bạn ạ. Cho vào cốm 750ml nước, 1 muỗng cà phê muối. Nấu cốm trên bếp lửa trung bình cho cốm nó nở mềm. Lúc đầu thì thỉnh thoảng chúng ta đảo cho cốm nó chín đều. Khi cốm nó sệt cạn nước thì đảo liên tục, tránh cho cốm bị bén đáy nha các bạn. Và lúc này mình cho vào 200ml nước cốt dừa. Đảo đều tay cho cốm nó hút hết nước cốt dừa vào trong nha các bạn. Cho vào 100g đường. Đảo đều cho đường tan hết thì mình hạ lửa nhỏ nhé. Khi mà cốm đã sệt lại như vậy, mình cho vào từ từ 80ml dầu dừa hoặc là dầu ăn. Chúng ta chia dầu ăn thành 3 lần và để lửa rõ nhất, tránh nhân bị tách dầu. Mỗi lần cho dầu ăn thì chúng ta đợi dầu quyện hết vào cốm thì chúng ta mới cho tiếp nha các bạn. Như vậy thì dầu nó không bị tách ạ. Và tiếp tục khuấy đều cho quyện dầu ăn và xên cốm đến khi đặc hơn. Khi dầu ăn đã quyện hết thì chúng ta đổ hết phần dừa tươi đã xào vào cùng nha. Thêm vào 2 muỗng cà phê tinh chất lá dứa hoặc là hương cốm nếu thích màu xanh tươi. Nếu mà các bạn không thích thì các bạn bỏ qua. Tiếp tục xên cốm dừa với lửa nhỏ, tránh cho nhân bị tách dầu. Đây là một điều rất là quan trọng. Các bạn cần lưu ý nha các bạn. Xên nhân đứng hơn chút thì mình cho vào 2 ống vani bột cho thơm. Nếu các bạn thích, còn các bạn không thích các bạn bỏ qua. Nếu yêu thích video các bạn hãy ấn like, đăng ký ủng hộ kênh nhé các bạn. Mình cảm ơn các bạn đã xem video ạ. Và mình cứ tiếp tục xên nhân như vậy. Xên đến khi mà nhân nó mềm dẻo và nhân đứng không chảy xệ là được nha các bạn. Các bạn có thể sờ nó không dính tay và nó không bị chảy xệ. Lúc này thì mình sẽ dùng tay nhồi nhân thêm 5 phút nữa cho nó thấm đều dầu và dẻo mịn hơn. Lúc này nhân vẫn rất là nóng nên các bạn nhồi cẩn thận nhé các bạn. Thử vo viên tròn, nhân đứng nó không chảy xệ như vậy là được nhé các bạn. Mình vo thử cho các bạn xem nhé. Khi đóng bánh sẽ không bị mất nét, không bị chảy xệ nha các bạn. Mình sẽ đậy kín nhân tránh bị khô và để nguội hẳn thì chúng ta mới làm bánh ạ. Sau khi nhân đã khô thì mình cân tổng khối lượng nhân được 1370g. Và mình sẽ chia mỗi viên nhân là 70g. Nhân ít hay nhiều thì tùy các bạn nhé. Mình dùng khuôn 150g thì mình dùng nhân là 70g. Mình sẽ vo viên tròn như vậy. Và mình vo được 20 viên cốm dừa như vậy. Bây giờ mình đi nấu nước đường làm bánh. Mình cho vào 1 lít nước, 1 cân đường cát hoặc là chúng ta dùng đường phèn nếu thích ngọt thanh nha các bạn. Khuấy đều cho đường nó tan bớt.
bật bếp đun nổi nước đường với lửa trung bình. Chúng ta khuấy nhẹ nhàng cho đường nó tan ra nha các bạn, chúng ta không sợ bị lại đường đâu ạ. Khi đường tan thì nước sôi, thì lúc này chúng ta sẽ dừng khuấy. Hạ nhỏ lửa nhất, nấu nước đường thêm 10 đến 15 phút. Sau 15 phút thì mình cho vào một muỗng canh nước cốt chanh 15ml, các bạn là lọc và bỏ hạt đi các bạn nha. Khuấy đều và bật lửa to cho nước sôi to lại thì chúng ta sẽ tắt bếp ạ. Bắc nồi nước đường ra ngoài, đợi cho nước đường nguội. Khi nước đường nguội còn hơi ấm thì chúng ta cho vào 30ml nước hoa bưởi để tạo mùi thơm cho vỏ bánh dẻo nha các bạn. Khuấy đều đợi nước đường nó nguội hẳn thì chúng ta mới làm bánh ạ. Sau khi nước đường nguội hẳn thì mình sẽ đi pha bột làm bánh nhé. Pha bột làm bánh dẻo màu trắng thì mình cho vào bát 75g nước đường, 30g bột bánh dẻo hay còn gọi là bột nếp rang chín đấy các bạn, 1/2 muỗng cà phê dầu ăn. Sau đó mình sẽ khuấy trộn đều cho bột quyện nước đường. Mình cứ khuấy như vậy, như vậy là được. Thì sau đó mình sẽ cho bột nghỉ khoảng 1 phút. Mình cho ít bột bánh dẻo chống dính và cho bột ướt vào. Ấn và áo lớp bột bên ngoài miếng bột như vậy để chúng ta chống dính. Dùng tay gấp và miết bột khoảng 1 phút cho bột nó mịn. Chúng ta không nên nhồi lâu bột bị chai nha các bạn. Mình chỉ cần gấp và miết như vậy, túm miếng bột lại và ấn dẹt. Mỗi viên bột thì mình làm khoảng 100g. Áo hai mặt miếng bột lớp bột mỏng. Mình cho mặt bột mịn nằm dưới và đặt nhân cốm dừa vào giữa. Ép bột sát nhân và túm mép bột kín không cho không khí lọt vào. Như vậy khi chúng ta đóng bánh nó không bị phồng lên và nó không bị mất nét. Áo thêm bột áo bên ngoài để chống dính. Và mình sẽ chống dính cái khuôn bằng bột. Mình đổ hết cái phần bột thừa ra ngoài nha các bạn. Sau đó mình cho phần bột mịn xuống dưới và mình ấn dàn bột đều khuôn. Lót dây nến cho khuôn xuống ấn, giữ 6 đến 8 giây. Mình sẽ thả tay và kéo khuôn ra, bánh sẽ rơi xuống đây các bạn. Và mình đã có một chiếc bánh màu trắng rất là xinh luôn ạ. Tương tự với bột khoai lang tím, mình cũng cho vào 75g nước đường, 28g bột bánh dẻo. Mình dùng bột khoai lang tím thì mình giảm bột bánh dẻo xuống nhé, 2g bột khoai lang tím. Hoặc các bạn thích màu đậm hơn thì các bạn cho thêm 1/2 muỗng cà phê dầu ăn. Sau đấy mình cũng trộn đều thành hỗn hợp sệt như là chúng ta làm màu trắng nha các bạn. Mình để cho bột nghỉ khoảng 1 phút cho nở ra. Mình cho bột lên mặt phẳng áo bột khô như vậy, làm tương tự giống màu trắng. Tiếp tục ấn và miết bột khoảng 1 phút tương tự như màu trắng nha các bạn. Chúng ta không cần nhồi lâu đâu ạ. Và cũng túm lại như vậy, ấn dẹt miếng bột. Mình lại cho nhân cốm dừa vào giữa và bọc vỏ sát nhân. Chúng ta cứ bọc kín như vậy, lăn tròn và áo thêm ít bột bên ngoài miếng bột cho chống dính nha các bạn. Và khuôn thì mình cũng chống dính bột luôn. Cho bột vào khuôn và mình dàn đều bột ra cái khuôn như vậy. Ấn và giữ 6 đến 8 giây. Sau đó mình sẽ kéo khuôn khỏi bánh thì nó sẽ tự rơi ra. Và chúng ta sẽ có một chiếc bánh màu tím rất là xinh luôn các bạn ạ. Mình pha màu trà xanh matcha thì cho vào 75g nước đường, 29g bột bánh dẻo, 1g bột trà xanh matcha, 1/2 muỗng cà phê dầu ăn. Mình cũng khuấy đều và sau đó đợi bột nghỉ 1 phút như tương tự màu trắng và màu tím nha các bạn. Áo lớp bột khô và ấn miết bột cho nó mịn. Chúng ta ấn như vậy, vừa ấn vừa miết bột, túm tròn miếng bột và ấn dẹt. Chúng ta thoa một lớp mỏng như vậy để chúng dính nhé. Khi chúng ta đóng bánh nó sẽ sắc nét hơn. Mình cho viên nhân vào giữa, sau đó mình sẽ túm lại, ép sát vỏ vào nhân, cho không khí không lọt vào bên trong nha các bạn, thì đóng bánh nó không bị phồng ấy. Lăn tròn và cho mặt bột mịn xuống dưới khuôn. Khuôn chúng ta chống dính bột. Ấn và dàn bột đều khuôn ra. Tiếp tục ấn giữ đến 6 đến 8 giây. Và mình kéo khuôn ra sẽ được chiếc bánh màu xanh rất là xinh xinh. Rất là yêu luôn các bạn ạ.
Và mình với lượng nhân như vậy mình đóng được 20 cái bánh dẻo các bạn ạ. Đây mình đóng trước 15 cái để cho các bạn xem các bạn. Bánh dẻo đóng khuôn xong thì mình sẽ cho vào một cái hộp. Bánh làm xong thì chúng ta có thể ăn luôn, nhưng mà để một ngày sau thì ăn nó ngon hơn nha các bạn. Nhìn bánh rất là xinh, rất là sắc nét ạ. Mình bỏ hộp bánh vào túi như vậy để chúng ta bảo quản. Thêm một gói hút ẩm vào thì nó sẽ bảo quản được lâu hơn nha các bạn. Mình hàn kín cái miệng túi để bảo quản bánh được lâu hơn. Bánh nhân cốm dừa ăn trong vòng 3 đến 5 ngày là ngon nhé các bạn ạ. Vì để lâu cốm nó sẽ bị cứng nha. Thành phẩm bánh sau 1 ngày thì bột bánh đã trong, ăn ngon và nó đã sắc nét hơn rồi đây các bạn. Nhìn rất là yêu luôn. Chúc các bạn làm thành công bánh dẻo nhân cốm dừa nha các bạn. Chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.